để đặt lệnh thường trên VMobile, quý nhà đầu tư hãy chọn giao dịch. Sau đó chọn lệnh. Tiếp theo chọn mua hoặc bán theo nhu cầu và điền thông tin mã cổ phiếu. Loại lệnh. Chúng ta có lệnh giới hạn ATO hoặc ATC. Nhập khối lượng và nhập giá. Cuối cùng chọn mua hoặc bán để đặt lệnh. Lưu ý khối lượng trên sàn HSX là bội số của 10 và trên sàn HNX là bội số của 100. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.